Xin chào các bố mẹ. Sách về những trò chơi khoa học đơn giản, sáng tạo những sản phẩm hay đồ chơi từ các vật liệu tái chế cho các bạn nhỏ thường khá là hiếm ở Việt Nam. Trước đây mình thường xuyên phải tìm những trò chơi, những hoạt động này trên các website nước ngoài. Vì vậy, khi nhìn thấy một bộ sách về ý tưởng sáng tạo và trò chơi khoa học, mình đã ngay lập tức bị thu hút. Bộ sách này gồm có 4 cuốn là 1.000 ý tưởng sáng tạo biến cái không thể thành có thể, bao gồm 2 tập. Cuốn thứ 3 là 365 ý tưởng sáng tạo. Và cuối cùng cũng là cuốn mình thích nhất, đó là cuốn 365 trò chơi khoa học. Điều đáng nói nhất về bộ sách này đó là nó được dịch nguyên gốc từ sách của nhà xuất bản Usborne, một nhà xuất bản hàng đầu về sách thiếu nhi. Hiện tủ sách nhà mình đang có hơn 50 cuốn đủ các thể loại của Usborne. Tuy nhiên sách gốc bằng tiếng Anh thì siêu đắt. Chính vì thế chỉ cần là sách Usborne và dịch ra tiếng Việt thì mình có thể khuân ngay về nhà mà không cần phải xem qua luôn. Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu chi tiết về cuốn mà mình yêu thích nhất trong bộ sách này. Đó là cuốn 365 trò chơi khoa học. Khó mà dễ, dễ mà khó. Đúng như cái tên của nó, cuốn này bao gồm 365 trò chơi khoa học rất đơn giản, phù hợp cho các bạn nhỏ từ khoảng 2 tuổi trở lên với rất nhiều trò siêu hấp dẫn. Ví dụ như là làm cầu vồng nhân tạo này, làm tên lửa, núi lửa vân vân. Một số trò các bạn nhỏ hoàn toàn có thể tự chơi như là thử sức gió, làm hoa đổi màu. Nhưng cũng có nhiều trò khá nguy hiểm cần chơi dưới sự hướng dẫn và giám sát của bố mẹ, ví dụ như là liên quan đến lửa, dao hay là nước nóng vân vân. Những trò chơi có các yếu tố nguy hiểm như thế đều có cảnh báo rất cụ thể trong từng trang sách, thế nên bố mẹ hoàn toàn có thể yên tâm, có thể kiểm soát từ trước khi cho con chơi. Điều đặc biệt là tất cả các trò chơi này đều rất dễ để thực hiện với từng bước hướng dẫn rất cụ thể, tỉ mỉ và kèm với ảnh minh họa cũng rất là rõ ràng trong từng trang sách. Các nguyên liệu cũng đều rất thân thuộc, dễ kiếm từ những thứ quen thuộc như là chai, lọ hoặc là giấy bút. Chỉ cần bỏ ra một chút thời gian chuẩn bị, chắc chắn các bạn nhỏ sẽ có vô số những giây phút vui chơi thích thú và những ố á vì sao hiện tượng lại diễn ra. Ví dụ như bạn Daisy nhà mình lúc nào cũng long lanh nhìn mẹ và vô cùng ngưỡng mộ, giống như là đang nhìn một bà tiên có phép thuật nữa. Các trò chơi trong sách thì đều được phân ra theo từng nhóm hiện tượng như là lực ma sát, sức gió, khúc xạ ánh sáng vân vân. Mỗi hiện tượng thì thường có 5 đến 6 trò chơi khác nhau để bố mẹ có thể chọn, hoặc là làm toàn bộ cả 5-6 trò trong một tuần để dạy bé những kiến thức toàn diện về một hiện tượng. Mỗi hiện tượng thì cũng đều có một mục tên là hộp giải thích, nêu ra rất là ngắn gọn nguyên nhân khoa học để bố mẹ có thể hiểu và giải thích cho con. Bản thân mình là dân khối D nên mình cũng biết thêm được rất nhiều thứ mới mẻ khi đọc những thông tin này. Tuy nhiên thì để có thể hiểu cụ thể và tỉ mỉ hơn, hoặc khi các con có những câu hỏi hóc búa hơn, bố mẹ nên đọc trước và dành thời gian tìm hiểu kỹ hơn về những hiện tượng này trước khi cùng chơi với con nhé. Ngoài các thí nghiệm khoa học thì cuốn sách này có rất nhiều hoạt động gắn với thiên nhiên, ví dụ như là làm khay thức ăn cho chim này, thức ăn cho bướm, khay nuôi giun vân vân. Những hoạt động tái chế với giấy, với hoa và lá. Đối với mình thì đó là những bài học tuyệt vời không chỉ về khoa học mà còn về ý thức bảo vệ môi trường cũng như là tiết kiệm tài nguyên nữa. Ba cuốn sách còn lại cũng có rất nhiều ý tưởng sáng tạo cho các bố mẹ và các bạn nhỏ thích làm đồ thủ công, những đồ tái chế thành những món đồ chơi, những món quà độc đáo. Lý tưởng nhất là những bạn nhỏ tầm 4 tuổi trở lên. Những cuốn sách như thế này sẽ có thể giúp rèn luyện sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và cả sáng tạo rất là tốt. Mình tin là mỗi ngày bố mẹ chỉ cần dành ra khoảng 15 phút để cùng con thực hiện một hoạt động trong cuốn sách này thôi là chúng ta và con đã có những khoảng thời gian chất lượng bên nhau rồi. Các con thì vừa có những giây phút vui vẻ, lại còn học thêm được rất nhiều điều. Chúc các bố mẹ và các con học thật vui, chơi thật thích nhé.